và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Lễ Lôi đến sự kiện Nhã Phương bốc phốt Trường Giang trước sau Việt, xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới của người bạn thân Ái Phương. Nhã Phương tranh thủ bóc phốt ông xã mình. Nhã Phương được khán giả yêu mến bởi những tác phẩm truyền hình mà cô dành hết tâm huyết với khán giả. Từ ngày về làm vợ Trường Giang thì nữ diễn viên có cuộc sống ấm êm hạnh phúc. Sau thời gian làm mẹ bỉm sữa, trong năm 2020, Nhã Phương trở lại điện ảnh bằng nhiều vai diễn đặc sắc trong nhiều tác phẩm được đầu tư lớn. Nhã Phương lễ lôi tại sự kiện đến chúc mừng Ái Phương. Mới đây nhất, Nhã Phương khiến nhiều khán giả trầm trồ với nhan sắc không tuổi khi đến chúc mừng cô bạn thân Ái Phương ra mắt phim mới Bằng Chứng Vô Hình. Ở ngoài đời, Nhã Phương Ái Phương là hội bạn thân cùng Hoàng Oanh Thái Trinh, nên mọi sự kiện trọng đại, những người bạn này luôn có mặt để ủng hộ nhau. Tại sự kiện, Nhã Phương cũng hài hước bóc phốt chồng và con của mình khi cho biết rằng ở nhà nữ diễn viên luôn bị con cho ra rìa khi có sự xuất hiện của Trường Giang, vì đứa con gái đầu lòng của vợ chồng mười khó luôn quấn quýt ba không rời. Nhã Phương mâu thủy đến chúc mừng Ái Phương. Ái Phương gửi lời cảm ơn Nhã Phương và Khay Thi Uyên. Cũng trong buổi ra mắt, Ái Phương cũng chia sẻ việc lần đầu được góp mặt trong vai diễn lớn, nhưng luôn được hội bạn thân Nhã Phương Hoàng Anh và nữ diễn viên Khay Thi Uyên hỗ trợ. Ái Phương ăn mặc cá tính trong buổi ra mắt, nhưng dịp này Phương muốn cảm ơn chị Khay Thi Uyên đã hướng dẫn Phương rất nhiều về các kỹ thuật diễn xuất, cách nắm bắt nội tâm nhân vật. Phương biết thời gian đó chị Khay Thi vô cùng bận rộn và lịch trình lúc nào cũng dày đặc, nhưng chị vẫn luôn kiên nhẫn hướng dẫn và hỗ trợ để Phương có được khâu chuẩn bị tốt nhất cho vai diễn lần này của mình. Nhã Phương mình muốn cảm ơn chị Khay Thi Uyên đã hướng dẫn Phương. Nhã Phương Ái Phương và hội bạn thân, tình bạn thân showbiz hiếm có, nên việc hội bạn thân Ái Phương, Nhã Phương Hoàng Anh luôn có mặt trong sự kiện quan trọng cùng nhau luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.